Ngày mới Kim Mai chào hết cô chú anh chị, mình chúc cô chú anh chị mình ngày mới luôn được nhiều sức khỏe vui vẻ. Này Kim nhập bếp Kim đổ bánh xèo cả nhà. Cả nhà cùng nhập bếp đổ bánh xèo với nhà Kim. Nay Kim có bịch bọt, Kim đi đổ bánh xèo. Giờ trước tiên thì đổ bánh xèo, Kim có một bịch bọt. Ở đây Kim có nửa cup bột giòn. Ở đây Kim có một viên nước dừa. Kim có 400 ml nước 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 sôi nước ấm thôi cả nhà. Kim cái chấm luôn Chính đi đi. chấm đi Lon chấm vô bia có bia không? có bia Lon luôn bia cho miếng bia luôn. Kim có cái trứng. Kim đi pha bột đây cả nhà. ha à. Kim cắt cái ở đây có bột 400 g nha cả nhà, bột này 400 g. Kim đi pha cái bột. Đổ bánh bánh xèo thì mình đi pha bột trước á cho nó có cái bột nó nở xong mới đi đổ được, nó mới ngon, cái bánh nó ra nó mới ngon. Ở đây nó có cái bột nghệ, một bịch bột nghệ với một bịch bột hành luôn. Kim đổ vô đây trước hành. Cái bia luôn Cho xíu rồi. Nửa cup bột giòn luôn. Giờ bột giòn cũng được, bột bắp cũng được, bột giờ bắp nó cũng giòn. Hai thứ đó là bột bắp cũng được, bột giòn cũng được. mình cho miếng bột bắp vô cái giòn giòn Có nó bột chắc bắp bột nó giòn cứng cho nên nè nó lâu mềm hơn. Bên đây mình làm nước mắm này, Kim có muối, cho xí nêm xí muối vô luôn cả. Này Kim có cái trứng nè, Kim cho cái trứng vô luôn. Cái trứng. Ở đây thì cũng có nước ấm. Nước ấm mình nào pha nước ấm ấm cả nhà cho nó lẹ. Nước ấm ấm 400 ml nước ấm ấm cho hết cho luôn. Bột thì tùy theo lúc có bột, có lúc nó bột cũ quá bột mới. Cái này cái như vậy bột như nước là được ạ. Cho cái hành bột này nó có sẵn cái bột nghệ với hành luôn, chút mình cắt tim hành mình bỏ vô. Cái màu nghệ nó cũng được rồi. Dừa cho hết lòng dừa này vô, dừa cho nó béo cả nhà. Để mình cho đường vô đây mình làm cái nước mắm nha, tô nước mắm luôn kia. Mai làm nước mắm, làm bột nhà này vô bếp cho mà cho nó nhanh cả nhà. Đây mình có đường, mình có nước lọc. Cho nửa nửa trên thì mình cho đi cho nó cái bọt nó giòn, nó có ga, cái nước gì cũng được mà miễn sao có ga là được. Nó có cái ga nó làm giòn cái bọt đó. Bọt này có kim kìa, cũng được rồi nè. Kim để đây cho nó nghỉ nè, nghỉ cho đi cho nó nở cái bọt. Phải lên
cho nó nở cái bọt. Xong rồi mình đi làm gạo nữa cả nhà. À đây mình có ớt với tỏi để cho nước mắm thì mình hay ăn mình bỏ vô. Nước mắm ngọt. Mắm ngọt. Yeah. Này ớt tỏi bỏ vô là nó chanh nước. Nó ngoài làm. Dạ. Nước mắm ngọt. Đại khái nha. Chanh mình bỏ thêm vô. Bỏ thêm vô. Chanh đây mình có chanh. Chanh. Chút nữa mình nặng như sao. Bây giờ thôi để cái bọt đây cho nó nghỉ chút. Thì đi cắt rau nha cả nhà. Đi hái ít rau nữa. Nhìn nó ngon quá, nó vàng. Bọt này thì chắc cũng bột nghệ nó đủ rồi. Không cần phải vàng lắm đâu. Kim thì thấy thế vậy là nó vừa rồi đó. Chút mình cho ít hành vô nữa là được rồi. Đó. Đây mình có củ hủ dừa. Củ hủ dừa mình làm nhờ với bánh xèo mình bỏ trên bánh xèo cả nhà. Đây mình Kim đi sắp củ hủ dừa. Củ hủ dừa tươi luôn đó nha. Củ hủ dừa này, củ hủ dừa tươi này. Sắc ra cho mình xào. Bột này mình quậy cho nó đều, cho nó mau, nó mau nữa. Cho nó nở cái bột ra nó mới ngon. Bữa nay mình đổ hai cái chảo luôn. Sơn Kim có hai cái chảo đó, mình lấy hai chảo đó mình đổ. Có hai chảo là lẹ không? Chảo lâu quá. Hai chảo nhanh. Ừ, trong khi chờ đợi làm hai chảo lâu. Chờ. Cho nó nhanh chứ. Một chảo lâu lắm thôi nha. Chắc cũng không dừa. Cho mình đi đi xào thịt nữa. Anh mình mở lửa xào thịt. Dạ, anh mở lửa xào thịt không đấy? Có tỏi gì không là dầu là bỏ tỏi gì đó cái này ra thẳng lên đập anh bỏ vô chân không bỏ dầu luôn dạ bỏ dầu luôn rồi thịt nó thịt nè đó chúng ta mà bỏ thịt vô trước xe dầu dĩ vô đây ha. Dầu dĩ vậy tôi xe dầu dĩ chứ cho nó mới công dầu ngày vừa ta nấu nhiều đó bánh xèo cả nhà. Bánh xèo làm lâu lắm cho nên phải làm để rẻ. Lẻ lẻ hai người ba người gì nữa. Càng đông người càng đông người càng lẻ. Làm nhanh đổ hơi lâu. Hay là đổ nó hơi lâu. Cũng nhanh mà để cho nó giòn á, ngon á, thì là cái lâu. Cái này thì cũng nhanh nhưng mà để cho mình cái bánh nó giòn ngon á, mà cái để lưỡi vừa thôi, cái bánh nó ngon được. Thank you.
Nhà có giá nữa. Có đồ xanh nữa không? À, hay đi đặt sao đi. Đồ xanh là bỏ ít thôi, bỏ nhiều quá ăn nó bị nó cũng ngán. Nó béo mà bột. Vậy gì gì đây à? Mình hái ít gạo vô ăn bánh xèo. Giờ mình có gạo không lủi. Trời, gạo nó tốt ghê cả nhà. Gạo nó tốt ghê luôn á. Hôm nay trời mưa nữa nè. Nó tốt ghê luôn á. Mình hái ít gạo vô ăn bánh xèo. Gạo trời nó tốt. Nó tốt thì tốt. Mà mình không ăn á, mình cũng phải cắt cho nó lên cả nhà ơi. Mình không ăn kịp á, cắt nó già đi, dục đi rồi bỏ bớt đi thì cho nó lên cái mới. Không ăn kịp á, nó dài dữ lắm. Con da không lỗi rồi. Da không lỗi. Mình xà lắp nữa. Gạo kinh giới luôn nè. Cũng được. Đó để bên nào ăn. Ăn bún riêu thôi. Kiều cắt salad, có cây salad, mấy cây salad nó ngon ghê luôn cả nhà. Mấy cây salad mùa đông mà kia, bây giờ này nó cũng còn, bẻ ra tước lên là ăn thôi, mặt trời luôn. Tôi thích mùa hè ra vườn rồi nha, xíu rồi, à, có một bộ gạo quá trời luôn. Nhà biết không, nhà là con chó nên nó hú gạo nó lại như đây ở quá trời vậy đó. Ừ. Đó ăn hai đủ ăn lá gì nữa à, lá lá ăn bánh xèo cả nhà, lá 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 chua gì đó, cái này cái lá chua để mình ăn bánh xèo quá ngon lắm cả nhà. Cái lá chua gà chua cái ăn cái này cái rau chua. Cái lá lá chua để mình ăn bánh xèo á, cái chua chua gì á, chắc đủ rồi hả, quá trời đủ luôn rồi đó. Cái này ăn ăn bánh xèo nó phải luôn cả nhà. Gạo chút mà gạo quá trời luôn, chút xíu rồi. Đổ ra kìm ngon ra. Bây giờ kinh vô cung rửa. Rửa đi đi đổ bánh xèo. Ăn đổ gạo rồi ok. Mới ra vườn một chút mà con đổ gạo hết sảy luôn. Rửa gạo.
Gạo này cải bẹ xanh, cái này cải bẹ xanh mới ương á, ương mà nó lên á. Này là ăn ăn bánh xèo là hết phải là đúng bài luôn. Ở nhà thì mùa hè thì Kim thích ra ngoài là vậy á, ăn chút xíu thôi là có đủ gạo để ăn ở nhà. Mùa hè hầu như chắc cũng không cần phải mua gạo hay cải hàng ngồi nha, ở nhà có đủ hết trơn. Rau cải hành ngò nhà nó có đủ đồ thơm. Việt Nam mình nó ăn cái nhiều cái loại rau, rau gừng á, người ta kêu rau gừng á, lá lăng, lá xoài, lá ổi gì này, tía tô. Tía tô mùa này lên quá trời luôn cả nhà. Nhưng mà cô chú anh chị cùng hôm nay cùng vào bếp đổ bánh với nhà Kim cho vui. Hôm nay Kim đổ bánh xèo. Hôm nay trời cũng trời ở ngoài nãy đi về nó mưa quá trời quá đất. Cái lá này nè, cái này cái lá này nó kêu bằng cái lá chua gì đó mà ăn lá nó chua chua, nó chua chua mà mình đổ bánh xèo quá mình ăn ngon lắm. Mà mùa đông á cả nhà nó chết trồng vậy chứ mùa đông nó chết luôn. Nó chết, nhưng mà mùa hè á, vô mùa này á, nó lên tốt ghê luôn á. Nè, ra tốt ghê luôn cả nhà. Cái mình cuốn bánh xèo á, nó ăn nó chua chua chua. Cuốn mấy cái gà này vô á. Mình cũng khó thấy đó, lâu lâu mới có. Mùa này kinh thích mùa này nhất. Cái sao mình muốn ra rau cải á, ăn nó tốt, nó lẹ, nó tươi. Mà mình muốn ăn bánh xèo là mùa này có rau nhiều á, xà lách nè, cải bẹ xanh. Cho nên mùa này mình ăn cải rồi nó lên á, nó lên ngon lắm. Mấy cái lá già bỏ, nhưng trồng có hai bụi mà nó ra quá trời luôn. Nó ra quá trời quá đất trời. Rồi giúp ca. Cái cảm
Để cái nắp nhỏ thôi em không cần nhiều. Cho cái nắp này vừa rồi. Không. Nghe xíu à? Đó. Vừa rồi đó. Đó vậy đó. Ok. Nắp nó là nhỏ, không nắp vô. Cần cái nắp rồi, không cần thay nắp rồi. Làm gì cái này quá lại giờ quá nó giòn ngon quá ta giòn ngon quá ta. Cái đồ là chỉnh chỉnh sửa sửa vậy không? Không, cái phần này để nó ngon đi đó, ngon á. Tẩy luôn cái nhà mai mai đổ bánh xèo mai mai đổ bánh xèo. Thank you.
Quá là ngon quá ta. Thật sự luôn. Nó thơm mùi nước dừa hả? Hôm nay cũng đã đổ xong rồi. Bây giờ đây mình có dĩa rau sống nữa. Rau sống ăn kèm với bánh bánh xèo. Hôm tới nay Kim mời cả nhà cùng dùng bánh xèo với nhà Kim. Đây giờ này cũng đã xong rồi. Kim mời cả nhà nha. Bánh xèo nó giòn ghê cả nhà. Cả nhà. Đây một dĩa bánh xèo. Bánh xèo Kim mai đã đổ xong một dĩa bánh xèo nó giòn ghê luôn á. Cả nhà. Nhìn nó tròn nhỏ. Wow, nhìn nó ngon hấp dẫn luôn cả nhà. Giờ Kim mời cả nhà cùng dùng bánh xèo với nhà Kim. Dùng bữa tối. Chiều nay bánh xèo cả nhà. Bánh xèo thì ở đây mình có bánh tráng. Một cái bánh tráng với bánh tráng cũng được. Anh không ăn hả? Chưa hả? Bây giờ Kim mời cả nhà dùng nha. Có bánh tráng. Bánh tráng cũng như bánh xèo. Cũng nước mắm. Này nước mắm mà nước mắm thường ngọt, nước mắm hiện mai cũng đã làm rồi, nên mình ăn ớt cay rồi thì bỏ vô, mình làm riêng ở ngoài, mình nhập đây tìm có củ kiệu luôn rồi cái này, củ kiệu là trắng tươi này, một củ kiệu nhỏ 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 như cái nó ngọt. Cái này nhà chồng. Đó này, dĩa rau sống nhìn ngon hấp dẫn không con này. Dĩa rau. Rau ở nhà nhìn nó ngon ghê luôn. Tủ rồi rau ấy. Cải có cải được xanh không? Cải được xanh nhỏ nhỏ nhỏ. Bánh xèo là hết phải. Wow, bánh xèo nó giòn ghê ta. Kiểu này giống kiểu Việt Nam rất là trời. Cái này ngon ghê giống giống như Việt Nam luôn, nó đủ có cái dằn dằn giống như Việt Nam đó ta, đúng không? Kim đổ cũng hay bằng còn mai đổ, mai đổ nhìn nó ngon quá. Trời, kia kia Kim mời cả nhà có chỗ nhà trong về trên phải mua đầu con gì trái cây nữa hả? Cũng mới đi chợ về, mới đi chợ về thấy trái cây ngon lắm. Rau tóc rau ngon quá, rau nghĩa rau hết chảy luôn, rau nhiều nhiều vô. Cái trùm lẩu này thì cũng hơi lâu. Rồi mình biết không? Tử từ từ ra, nó ngon. Cái một phần nó giòn ngon. Hôm nay không gấp được cái nào. Từ từ hơn đó. Dễ bánh xèo nó ngon rồi. Lâu lắm rồi tôi mới ăn bánh xèo.
nhà cũng ít đổ bánh kẹo từ khi có rau cải nhiều á, đi vô mùa mùa thấy ngon quá, mùa này rau cải nhiều á, mùa này rau cải quá trời luôn, mình đổ bánh xèo cũng bật lý mà bí vậy. Mà bánh kẹo có cái cải chua chua này nè, cái rau chua chua nè, rau chua chua à, chua chua này ngon không, mình đi làm về đó hết á, có kim đậu bánh xèo củ hủ dừa hả, củ hủ dừa ở Mỹ cũng có củ hủ dừa nữa cả nhà, mà hiếm lắm mới có, này cũng cũng hiếm lắm. Lâu lắm mà kêu mẹ củ hủ dừa không, mà giờ đợt hàng Việt Nam nó nhập qua cũng nhiều mà thì cũng có mấy cái gì cũng có cá nó gì giờ đây cũng có lại hết trơn, ngon này đó nói thật, vừa đổ vừa ăn nó giòn đúng không, mình để lâu lâu không ăn đâu, vừa này cũng ngon hơn nó mọc mà lên hả, ngon mọc lên còn bịch bọt mà đấu cũng nhiều ghê, mỏng á cũng ra nhiều bãi lắm, bây giờ quá thì không được, không được nó không giòn rồi đổ mỏng ra nhiều bãi. Thịt cũng vừa ăn luôn. Ngon không? Đây có này đâu cái đa hay không? Yeah. Yeah. Mình như đó đủ. Bé con nữa không? Hầm ngồi nhé chân cái đậu riêng cho nó nứt này nó còn hồng nó ngang hầm ngồi nhé chân không biết gì lớn hơn cộng hầm cũng là không biết cộng gì ngồi chân cái gì sao nó no no cay cay nghe không, ngồi với bánh xèo là đúng đúng rồi. Quả này là nó xèo này ai đổ mình không ngon cả nhà, mình đổ qua cái mình nghe cái mùi á mà ai đổ mình á ai làm cho mình ăn mình thấy ngon. Mà bị cao rồi mày đổi cái xong nói chung đỏ là thế nào cũng không cũng không
cũng lâu rồi, cũng nhanh rồi. Nội viện cá ngắn nha. Một táo luôn ha. Thì thôi video đến đây Kim cũng đã làm xong mà Kim cũng đã ăn xong luôn rồi cả nhà. Wow, nó ngon quá. Cảm ơn các cô chú anh chị xem video. Mến chúc cô chú anh chị mình ngày mới nhiều sức khỏe. Hẹn lại cô chú anh chị video sau. Bye bye.